Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay tiếp tục là chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng bông nhãn thọ nè. Và cũng như là mình sẽ trả lời câu hỏi cho một số bạn đã bình luận trên kênh của mình. Nhưng mà nội dung thì mình sẽ nói về cái vấn đề là xịt dưỡng gì mà cho cái chèo của mình mà nó mau bung. Thì ở đây này, khi mà mình bấm ngọn xong cái bông nhãn thọ các bạn, thì các bạn có thể là xịt dưỡng thằng Atonis định kỳ là 5 đến 6 ngày ha. Và đồng thời thì các bạn có thể là sử dụng thằng béo mập cộng với thằng siêu bung chèo ha, để cho nó mau phát triển. Và cây của mình mà nó chậm phát triển nữa thì các bạn có thể là xông đèn cho nó, đến khi nào mà nó ra nụ á thì mình sẽ ngừng xông đèn ha, và đợi cho nó khi nào mà nó xây được những cái kén hoa các bạn, nó tự nó được những cái màu hoa màu vàng hoặc là màu cam gì đó thì chúng ta sẽ tiếp tục nữa, thì hoa của mình là nó sẽ là nở hết cỡ ha. Thì đó là cái nội dung mà mình muốn truyền tải nhanh cho các bạn về cái vấn đề mà hoa của mình mà nó chậm phát triển mà cũng như là nó ít bung chèo nha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ trả lời câu hỏi cho một số bạn đã bình luận trong kênh của mình nè. Thì mình thấy có một bạn tên là Đặng Hữu Đức ha. Thì bạn này bạn hỏi mình á là sau khi mình bấm ngọn xong á thì mình sử dụng cái phân thuốc gì. Thì ở đây á thì các bạn có thể là sử dụng những cái thuốc mà xịt sâu, như ví dụ như là Radian nè, Revathon nè, Vitaco nè, thì đó là những cái dòng thuốc xịt sâu ha. Còn nếu như là nó bị là sâu dễ bùa thì các bạn có thể sử dụng thằng Nilga hoặc là thằng Triga cộng với thằng Radian để bạn xịt cho nó ha. Liều lượng là hai gói là Nilga cộng với hai gói là Radian ha. Bạn xịt một phát, một là cái con sâu dễ bùa là nó sẽ chết ha, tại vì cái mùa này các bạn sâu dễ bùa mình thấy nó cũng khá là nhiều ha. Thì đó là cái cách mà xịt sâu. Còn tưới phân thì các bạn có thể là sử dụng là cái phân bánh dầu ha. Thì có nhiều bạn hỏi mình là phân bánh dầu mình mua ở đâu, thì ở đây thì các bạn có thể vào những cái tiệm vật tư nông nghiệp để các bạn mua ha. Còn nếu như là bạn mua bánh dầu không có thì các bạn có thể là sử dụng cái là đạm cá hồi nha các bạn ha, hoặc là sử dụng humic cũng vẫn được nha. Rồi thì tiếp tục là câu hỏi của bạn là Khánh Nguyễn nè. Thì bạn này bạn hỏi mình là hôm nay là cái nụ của bằng hạt tiêu rồi, như vậy là có sớm hay không? Thì trong cái năm nay các bạn thì cái thời tiết mà nó rất là lạnh luôn. Cái thời điểm này thì nó ra cái hạt tiêu là nó đúng Tết nha các bạn ha. Thì thông thường khoảng đâu là mùng 4, mùng 5 mà nó ra được cái hạt tiêu á thì là sẽ là ngay Tết. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Tư Trang nè. Thì bạn này bạn hỏi mình là dạng thọ của bạn trễ rồi, thì bạn xịt cái là 63232 của Thái có được hay không? Là được nha các bạn ha, nếu như là bạn cảm thấy là cái bông nhãn thọ của bạn trễ thì bạn nên xông đèn cho nó nha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Nguyễn Đức Mạnh nè. Thì bạn này bạn hỏi mình về cái vấn đề là trồng hướng dương, là hướng dương của bạn là nó bị là riệp xanh, mình nên sử dụng cái loại thuốc gì để mình xịt cho cái hướng dương của bạn. Thì ở đây thì bạn có thể sử dụng thằng chết thái ha, hoặc là thằng ram ha, tenbiram á, cái gói màu vàng vàng á, chỉ có 50.000 một gói thôi thì bạn xịt cho nó ha. Và lưu ý á là mình xịt riệp này nọ đó thì hoặc là rầy này nọ thì các bạn nên xịt vào cái thời gian là buổi chiều nha, thì nó sẽ là hiệu quả hơn nha. Thì tiếp tục một câu hỏi của một bạn tên là Mỹ An nè. Thì bạn này bạn hỏi mình là hôm nay dạng thọ của bạn là chưa ra nụ thì mình phải làm sao? Thì bây giờ thì bạn cứ xông đèn và bạn xịt dưỡng thằng Atonis nha. Khi nào nó ra nụ thì bạn cắt cái đèn, rồi chừng nào mà nó xây kén nữa thì bạn hãy xông đèn tiếp là nó mau phát triển. Còn nếu như là bạn không xông đèn nữa thì bạn có thể là xịt dưỡng thằng Atonis. Nhưng mà sau này mà khi mà nó đã xây kén rồi mà mình xịt Atonis đó các bạn, nó cũng mau phát triển lắm á, nhưng mà có thể là qua Tết là nó mau tàn. Đối với là cái giống dạng thọ là màu vàng chanh ha. Bạn tên là Ngô Quốc Vũ nè, bạn này bạn hỏi mình là cái nụ hoa của bạn đã bằng cái đầu đũa rồi thì mình cần phải xịt thằng Alias nữa hay không? Thì ở đây thì bạn còn nên xịt nha, khi nào mà nó tự được những cái bông bự rồi đó thì bạn có thể là ngưng ha, tại vì cái thời gian đó thì dạng thọ của mình là nó đã mạnh rồi. Nó qua cái vấn đề là nó bị lỡ cổ rễ chết rồi, lỡ cổ rễ thì nó ở trong những cái giai đoạn mà cây nó còn nhỏ thôi. Tiếp tục là câu hỏi của bạn là Nguyễn Nhật Phương nè. Thì bạn này bạn hỏi mình là béo mập là cộng siêu bung chèo thì mình lưng phiên với Atonis có được hay không? Là được nha bạn ha. Thì bạn cứ mà lưng phiên nha. Thì đó thì mình chia sẻ cho bạn vậy. Rồi bạn Tứng Bùi nè. Bạn này bạn hỏi mình là cây nhà em là chưa có chèo luôn, giờ thì phải làm sao? Và cho em hỏi có kịp Tết hay không? Thì bây giờ thì bạn phải xông đèn thì nó mới là kịp Tết nha. Còn nếu như là bạn không xông đèn mà để nó phát triển là nó rất là chậm luôn. Cố gắng là xịt dưỡng thằng Atonis đi, hoặc là đề cao mông, hoặc là đầu rip. Tại vì khi mà mình xịt dưỡng các bạn thì cây của mình nó phát triển rất là nhanh luôn. Nhưng mà đồng thời thì khi mà mình xịt dưỡng thì cây của mình nó rất là ốm và tông. Hầu như là trong video nào thì mình cũng nói. Do đó thì bạn là nên tưới những cái dòng phân hữu cơ cho dạng thọ của mình nha. Tiếp tục là bạn là Thanh Nguyễn nè. Bạn này bạn hỏi mình là bạn trồng dạng thọ B3 giờ nụ lớn hơn cái hạt tiêu rồi, có cách nào mà cho nó kìm lại hay không? Muốn kìm lại mà bông của mình thì các bạn hãy đem vào mát ha, nó và bạn tưới nước nhiều là nó sẽ là kìm lại nha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Thanh Trúc hay Thị Trúc vậy nè. Bạn này mà hỏi mình là sử dụng thuốc quá liều cây nó héo luôn thì mình phải làm sao? Thì khi mà cây nó quá liều các bạn thì các bạn là nên xả nó nhiều nước ha, và đồng thời thì bạn có thể là sử dụng cơm cát
hoặc là Atonis để mà các bạn xịt dưỡng cho nó ha. Liều lượng là một gói như vậy là các bạn có thể là pha từ là 16 lít nước để các bạn phun cho nó nha. Lưu ý là phun ở đây á, khi mà mình xịt dưỡng các bạn thì các bạn chỉ việc là phun qua thôi chứ bạn là không có phun cho nó ướt nha. Tiếp tục là câu hỏi của bạn là Trinh Lê nè. Bạn này bạn hỏi mình là dạng thọ lùng của bạn là ngắt ngọn bữa 28 nay chưa có nụ thì phải làm sao? Thì ở đây thì bạn cứ xịt dưỡng đi, cứ và đồng thời thì mình cũng sẽ là xông đèn ha, nếu như là bạn có điều kiện. Còn nếu như là không có điều kiện nữa thì đem ra ở ngoài mặt lộ mà chỗ nào có ánh đèn thì các bạn để là được nha. Thì đó là vậy. Rồi bạn Quốc Nguyễn nè, bạn này bạn hỏi mình á là mình đi chơi bữa là mùng 1 tháng 12, nay đã là 4 tháng 12 rồi mà chưa thấy nụ. Thì mới có 3 ngày thì làm sao mà thấy nụ được bạn, ít nhất là khoảng đầu là mùng 7, mùng 8 thì nó mới ra nụ ha. Thông thường thì khoảng đâu là mùng 5, mùng 6, mùng 7 gì đó là nó ra nụ và hạt tiêu là nó sẽ là ngay Tết nha. Thì mỗi năm là mình thấy như vậy. Bạn tên là Hoàng Văn Khôn, bạn này bạn hỏi mình á là dạng thọ vàng chanh của bạn bây giờ là chưa có nụ nữa. Hỏi như vậy là có trễ hay không? Đối với cái giống dạng thọ mà vàng chanh á các bạn, thì cái thời điểm mà mùng 5, mùng 6 thì nó ra bằng cái hạt tiêu á thì sẽ là ngay Tết nha. Thậm chí sau này mình qua khoảng mùng 1, mùng 2, mùng 3 các bạn bông còn rất là đẹp luôn. Còn nếu như mà nó mà trổ sớm, những cái nụ mà sớm quá đi phải không, thì có thể là qua mùng 3, mùng 4 là cái bông nó bị trắng cánh nha, nó bị nhạt màu, nhìn nó rất là xấu luôn. Rồi thì một bạn tên là Dũng Nguyễn, bạn này bạn hỏi mình á là mình ngắt đọt xong rồi mình sẽ tưới phân định kỳ hay là sao? Thì bây giờ thì bạn cứ là tưới phân định kỳ đi ha. Khi nào mà cái bông dạng thọ của bạn mà nó tự được những cái bông mà to rồi đó thì lúc đó thì chúng ta sẽ ngưng tưới phân là được nha. Rồi câu hỏi của bạn là Thủy Phạm 67M1 nè. Bạn này bạn hỏi mình là hàng Ridomin thì liều lượng là như thế nào? Thì Ridomin thì ở đây thì bạn có thể là bạn sử dụng là nửa gói cho bình là 16 lít nước ha. Còn những cái vấn đề mà các bạn mà trồng chỉ có vài cây thôi thì bạn tự tính cái liều lượng ra nha. Các bạn sử dụng một ít thôi là cũng được. Rồi tiếp tục là câu hỏi của một bạn tên là Bé Ngô nè. Bạn này bạn hỏi mình là nụ hoa của bạn nó đã xây kén là xong đèn cho hoa lớn. Vậy xây kén nụ cỡ nào anh? Bằng đầu ngón tay thì xong đèn được không? Thì cái vấn đề mà xong đèn các bạn, thì khi mà nó xây kén rồi mà cái hoa của mình mà mình thấy nó ra được những cái bông vàng vàng rồi đó, là chúng ta có thể là chúng ta xong đèn tiếp tục. Còn khi mà nó mới ra được những cái búp á, nếu như mà chúng ta xong đèn các bạn là có thể là nó bị điếc bông nha. Nó mình chia sẻ cho các bạn vậy. Cái giai đoạn mà nó đang làm nụ á thì chúng ta đừng có xông đèn nữa, chúng ta cắt đèn đi mà nó ra được những cái kén rồi thì chúng ta mới xông đèn. Các bạn có thể là sử dụng đèn quỳnh quang các bạn xông nó cũng được nữa nha, chứ không cần nhất thiết là phải đèn màu cam cam đâu. Rồi bạn Đỗ Văn Anh nè, bạn này bạn hỏi mình á là hoa của bạn là giờ chưa có nụ nữa thì phải làm sao? Thì câu hỏi là giờ nãy giờ thì mình cũng đã chia sẻ rồi thì nên xông đèn cũng như là xịt dưỡng ha. Một bạn tên là Hoàng Giang, bạn này bạn hỏi mình á là hôm nay đã là mùng 5, mùng 6 rồi mà dạng thọ của bạn là nụ mới bằng tâm nhang thôi. Như vậy là có sớm hay không? Thì không sớm nha bạn ha, nó thời điểm đó là ngay đúng Tết rồi đó. Rồi thì câu hỏi của bạn Hồng Thanh nè, bạn này bạn hỏi mình á là hôm nay là cái dạng thọ của bạn là chưa bung chèo thì mình phải làm sao? Thì lúc mà đầu vô video thì mình đã chia sẻ rồi ha, mình không có muốn mình lặp lại nha. Thì đơn giản chỉ xông đèn với xịt dưỡng thôi là nó sẽ là bung chèo thôi. Tiếp tục là bạn Bao Đồng nè, bạn này bạn hỏi mình là bông dạng thọ của bạn là tạo nụ nên xịt thuốc trừ sâu gì? Thì khi mà nó tạo nụ thì bạn có thể là sử dụng thuốc hàng Radiant ha, hoặc là hàng Vitaco, hoặc là hàng Revathong của công ty Siganta, hoặc là công ty Zubon cũng được nữa nha. Những cái dòng thuốc đó thì nó không có gây nóng nha, nó không có làm điếc bông. Chỉ những cái dòng thuốc mà dạng EC á, nó sẽ làm điếc bông hoặc là nó cháy lá luôn nha các bạn ha. Trên ký hiệu của chai thuốc nó có chữ EC thì các bạn là nên né. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Nam Nguyễn nè. Anh ơi cho em hỏi là thuốc gì trị lở cổ rễ trên hướng dương? Thì hướng dương á, thì nó cũng trồng như, giống như là cái bông dạng thọ thôi. Có nghĩa là thuốc xử lý lở cổ rễ là sử dụng là hàng Alias hoặc là hàng Ridomin là được ha. Nó chỉ khác là nó không có bấm ngọn thôi. Bấm ngọn là nó không có ra bông. Không phải là không ra bông mà cái thời gian các bạn nó kéo dài hơn thôi ha. Rồi nè, bạn là Quỳnh Huy Bình nè, bạn hỏi mình á là bánh dầu mình mua ở đâu? Thì mua ở Vật tư nông nghiệp nha các bạn ha. Mua lên Shopee mua cũng có nữa, nhưng mà tốn tiền ship nha. Rồi bạn là Hoàng Trương nè, bạn này bạn hỏi mình á, cho mình hỏi hôm nay là đã là mùng 7 rồi mà cái nụ hoa của bạn thì nó mới nhú, như vậy có ánh đèn đường thì có sao hay không? Thì bây giờ nó mới nhú thì bạn nên che cái bóng đèn đường lại đi ha. Khi nào mà nó xây kén rồi á thì các bạn lấy miếng bạc á, các bạn tháo ra cũng được nữa nha. Nếu không mà để nó điếc nụ, có số giống là nó sẽ bị điếc nụ. Thông thường những cái giống mà thái lùng là nó hay bị điếc nụ lắm đó. Rồi bạn Lê Hậu Miền Tây nè, thì bạn này bạn hỏi mình á là qua dạng thọ của bạn, bạn hạt tiêu rồi tưới phân gì? Thì ở đây thì có thể tưới phân được 30-10 ha, phân DAP nè, hoặc là 20-15 cũng được.
chỉ nên né cái phân ure thôi. Ure chỉ tưới trong giai đoạn mà hoa của mình mà nó nở sớm á, nó nở sớm nó tượng được những bông hoa rồi, nhưng mà có tưới chăng nữa thì cái liều lượng chỉ rất là thấp luôn. Ví dụ như một muỗng ăn canh á thì chúng ta pha với 20 lít nước để chúng ta tưới cho nó, chứ mà chúng ta không tưới nhiều, tưới nhiều quá nó bứt rễ nóng cháy á. Thì hôm nay thì cũng đã trả lời cho các bạn một số câu hỏi như vậy ha. Bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình, cũng như là có câu hỏi gì thì cứ bình luận đi, thì cứ khoảng đâu là 1 đến 2 bữa thì mình sẽ làm video mình trả lời cho các bạn ha. Tại vì mình cũng lu bu lắm, vô đặt Tết còn có nhiều ngày nữa là Tết rồi, cũng rất là lu bu nha các bạn ha. Rồi thì mình xin chào nha.